Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với S Channel. Và tụi mình là Team Luôn Vui Tươi. Đọc xong rồi em thấy em bị méo mồm vậy. Luôn Vui Tươi. Nếu mà các bạn nào mà không biết tại sao tụi mình có cái tên này thì quay lại một hai cái video trước là sẽ hiểu. Thì Team Luôn Vui Tươi đang có mặt tại phố Đèn Lồng nằm ở quận 5, đường Lưu Nhữ Học. Những cái ngày sắp trung thu á là rất là đông, rất là xôn, rất là đẹp. Tại vì bây giờ mới là tầm 5:20, 5:30 gì thôi. Lát nữa chắc là tầm 1 tiếng nữa thì phố bắt đầu lên đèn và tụi mình có lên đồ không thì... Phố đã lên đèn mà con đèn đã xuống phố, bật hết tất cả đèn xanh. Hôm nay thì bọn mình sẽ có một cái thử thách là mỗi đứa sẽ được phát 200.000 và 30 phút sau thì bọn mình sẽ mỗi đứa hóa thân thành một nhân vật trung thu. Đứa nào làm giống nhất và lại mua được nhiều đồ nhất thì đứa đấy thắng. Em rất là tò mò anh Huy sẽ hóa trang thành cái gì. Thợ ngọc em, chú cửa em. Anh yêu anh kia, em yêu anh bên này. Rồi, hẹn nhau 3 phút anh nha. Ok, tới mấy quầy rất là xinh luôn, đầy đủ các loại đèn lồng. Xong rồi có cả mấy cái kiểu hóa trang, kiểu cánh bướm ấy. Cô ơi, cái này bao nhiêu cô? 50 hả? Có đèn sao chụp? Có đèn hả? Cô có đèn là bật sao? Chưa. À, cái này là đèn kiểu Hoàng Châu Cách, Huyền Trân Công Chúa. À không, Hoàng Châu Cách. Nè, kiểu hồi xưa là thời Đường, thời Thanh nè. Cái này là Hoàng Châu Cách, cái này là Nô Tỳ. À dạ, cái này Nô Tỳ á? Một cặp là Nô Tỳ, hai cặp như là Công Chúa. Cho em cái này đi, nhưng mà lắp đèn cho em nha. Lắp đèn em. Dạ. Ủa, cái khoản là bao nhiêu cô? 30 hả? Ờ, nhìn cũng hợp á. 30. Chú đang lắp đèn ở trong á. Chú đang lắp đèn ở trong á. Đèn này chơi được lâu không chú? Hết pin rồi thôi. Hết pin này thôi, bao giờ hết pin chú? Phải mua pin. À, cái chục đèn này vô đầu là không ai chơi lại luôn á. Trời ơi, xuất sắc, đẹp quá cô ơi. Rồi, nhìn con giống công chúa chưa? Đây là một con đường hẻm ở ngoài, hồi nãy là tụi mình ở ngoài, bây giờ tụi mình sẽ vô trong. Cái đường này là bán nhiều nhất luôn. Từ bây giờ mình sẽ mua băng đô trước. Tại vì cây quạt là nóng quá, qua đây là quạt chịu cho. Mình nghĩ là mình sẽ mua con mèo đó. Nhưng mà phải coi là giá với lại đèn lên nó có đẹp không. Rõ tiền luôn. Dạ rồi, lấy em cái này. Cái này mình mua với giá là 30.000. Bây giờ mình lấy con gì ta? Mình đang đầu mình là con thỏ đúng không? À, lấy cho con thỏ. Rồi lấy con thỏ kìa không không? Ta-da! Như mọi người thấy thì ở dưới này nè là chú sẽ ngồi làm cái lồng đèn, xong rồi chú sẽ dán lên cho mọi người có thể tham quan và mua. Bây giờ thì anh sẽ gắn cái cây nến vô để mình đốt, mình đi đón trăng rằm. Và bây giờ tới lượt mình thì mình chưa biết mình sẽ hóa trang thành cái gì. Tại vì chỉ có chú Cụi thôi mà chú Cụi mất công lại nhầm với lại chú Cụi ở văn phòng. Nên chắc là sẽ hóa trang thành một cái khác. Hỏi là mấy cái mặt nạ tung ngồi không á, trả như thế nào anh? 30.000, dạ. Nhạc đó là 50. Em lấy cái này đi. Lấy đi, ủng hộ cái này hơn. Chục này 40, cái này 60. Dạ. Ồ. Nó tại thiên, nó đúng như là gậy như ý. Dài ra ngắn vô. Dạ. Vậy là bộ outfit này của mình là 90.000, vẫn còn 110.000, 110 mấy ngàn đó tiền lẻ. Cái mặt nạ này á là chỉ dành cho em bé thôi, hoặc là trẻ con, không dành cho người lớn. Mà mình còn có đeo mắt kiến nữa nên là mình sẽ phải gỡ mắt kiến ra để đeo thì nó mới vừa. Đây. Thật ra thì cái đường này cũng không phải là dài lắm, nó ngắn ngắn thôi, nhưng mà bây giờ bắt đầu là lên đèn rồi nè mọi người, bắt đầu là tối là lên đèn rồi. Mình không biết là ca fit của mình hôm nay nó còn thiếu gì để mua. Ý các công chúa nào cầm này không? Hey, cái này bao nhiêu ạ? Cái này có đèn. Có đèn đó hả? Có đèn. Ghê vậy? Wow, nè có đèn luôn. Trời, thích quá nè. Cho em cái màu hồng này đi. Cái màu hồng này đi. 30 hả? Cột tóc mà kiểu còn có đèn ở bên trong lồng lồng mà nhìn rất là chất. Nhìn rất là chất luôn. Cho bánh bèo cô tê giống em. Quá đẹp, đẹp quá.
bao nhiêu tiền một lần? 20 một lần. Chụp có nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái tiêu. Trời ơi, không có công chúa gì hết nha. Bây giờ là chơi rồi. Phải vậy chứ. 1 đến 3 cái là móc khóa, 4 cái là nước ngọt hoặc lồng đèn. Yeah. Cũng hợp. Màu hồng hồng là đỏ, Doraemon đồ. Ở đây có nhiều đồ chơi quá nè. Chị ơi, cho em hỏi con này là con gì vậy chị? Thằng Lạc nè. Dạ. Cho em mấy con này đi. Dạ đúng rồi. À dạ rồi. Ê, có con nào mà giống Tây Du Ký? Ngựa. Ngựa hả? Anh thấy con ngựa này bao nhiêu anh? 25.000. 25 về cho em con ngựa đi. Hết hồn trời ơi. Tự ăn cướp. Anh mua được gì rồi? Từ anh còn mua một món cuối cùng nữa. Ồ, anh Huy xài bao nhiêu tiền rồi anh Huy? 190.000. À không, mình không có xài 190.000 đâu nha. Mấy cái này mình biến hóa ra hết. Mình là tôn ngộ không mà mình biến hóa ra hết nè, yêu quái hả? Anh còn cái lồng đèn cuối cùng, tại vì cái này là trung thu. Ủa mày là cái gì? Tai thỏ, cánh bướm. Em là thần tiên tỷ tỷ. Anh tưởng mình là dị nhân. Bạn Huy, nãy giờ anh thấy chị Chi đâu không? Em so không... với kinh nghiệm của anh đã đi quay từng chị Chi bao nhiêu số rồi thì chắc chắn bây giờ con Chi nó đang ngồi nó ăn. Em đi kiếm hết cái đường này luôn rồi đó. Trước khi em kiếm anh đó, là em không thể thấy được chị Chi đang ở đâu không? Những cái quầy mà hóa trang hết á. Cái vấn đề là em phải vô quán ăn em kiếm mới ra. Cần thấy cái quán nào rẻ và ngon. Trời ơi, chị Chi đã hứa với nhau là gặp nhau rồi mới đi ăn mà chị Chi vậy hả? Anh ơi, kem khỏi được một ly bao nhiêu? Một ly 30.000. 30? Cho em một ly. Ủa? Là... Dạ. Cách rồi. Trời ơi, em đồ anh cho mấy cách mày. Cái này là bánh khói, này là kem khói. Bánh khói với kem khói khác gì nhau? Khác là không có kem thôi. Wow. Trời ơi, đỉnh cao. Trời ơi, anh em liền từ núi xuống rồi. Sắc hồn. Đẹp không? Đẹp, xuất sắc, 10 điểm. Đợi mọi người lưu. Nên là chắc là cứ ăn đi. It was at this moment that he knew he fucked up. Lạc quá, lạc quá. Ôi, ngon quá. Mình nó làm giòn cực. Hello. Hello. Tại sao vậy? Chị hứa tụi em đang chung mà. Anh nói em rồi đúng không? Anh nói em rồi. Không rồi đó. Con chi mà thở ra khói thì mình cỏ nó liền luôn á. Mình chờ nãy giờ thôi. Thế lạnh quá đó. Thì bóng hơi thôi nè. Lần này là thề vì tình yêu lần rồi nên mình rất muốn bỏ thuốc lá. Cái này rất là ngon. Cái này nè mọi người, cái này anh nó giống như là cái bồng ngô nhưng mà lại không có đường, không có muối. Nó là kem nhưng mà cái này nó rất là giòn, với lại ăn vô là nó như bánh thật sự. Nó là bánh mà. Tức ghê á. Cái này là kem, cái này là bánh. Chi bỏ hết nó vô miệng luôn, thì hỏi là đóng bó luôn. Vì ham mê giàu sang chưa bán đi hạnh phúc đời mình. Bây giờ tổng kết đi. Đây, cái này là một. Cái này là không phải là chị cố tình chị mua đâu, mà là chị chơi chị được tại vì chị giỏi. Cái này là hai. Cái này là ba. Từ cái này không phải là trời ơi, tôi mua ghê không. Cái này là còn cho cái cách là 4 món. Bây giờ chị còn bao nhiêu tiền trong người? 30 Trời ơi, yeah. Sao cảm giác là mình đang thua nhờ? Anh cũng thấy mình đang thua. Đấy. Còn em á, thì em đây 1. Chị còn đây 5 món. Nhưng mà tại vì cái bánh này ngon nên là em với Huy không xử tội chị. Cái việc là chị đi ăn riêng. Không, cái này không phải ăn riêng, cái này là đạo cụ. Là chị định là để cho nó khó giống như chị là Hằng Nga em. Cái này là đạo cụ. Còn em là Hằng Nga hay là Hoàng Châu Cách Cách? Đúng rồi, em là Hằng Nga nhưng mà thời đường. Em á, thì sẽ có là cái tay thỏ màu đen. Xong rồi em mua một cái đèn lồng hình cái thỏ và không
những là chỉ có con Thảo không đâu mà là có Kinh Thiên nữa. Dạ. Ủa? Thỏ là gì có cảnh sai sai. Thỏ là gì có cảnh anh. Có. Anh biết rồi. Thỏ thành tinh anh ơi. Thỏ biệt đốm gen. Thỏ đốt biến gen. Ngoài ra em còn mua thêm một cái trò chơi nữa đó chính là thỏ bong bóng. Ủa chi vậy? Đâu không đánh thế đâu. Em thích thỏ bong bóng mà giá nó hơi là 50.000 nên là thành ra là bây giờ tiền của em chỉ còn có 20.000 thôi. Bây giờ thì em cứ có là 1, 2, 3, 4, 5 và còn 20.000. Anh á thì anh là con trai, những cái đồ của con trai nó rất là bất công tại vì nó rất là to và đồ nào giá cũng cao hết. Ủa anh sĩ Tây Du Ký. Hai con này liên quan gì? Con này con yêu quái. Con này con yêu quái, còn cái này là ngựa đường tăng nè. Cái này mua là 30.000. Cái gậy này là 60. Trời ơi. Đó, cái cục này là 70.000 và cuối cùng cái này là 25.000. Là tổng cộng là anh mua hết 190.000. Đúng rồi. Anh có trả giá không? Có. Tại vì nói chung là cũng tùy hàng á mọi người. Có hàng thì bạn trả được, nhưng mà chỉ nên trả 50.000 thôi nha. Nếu mà trả hơn thì hơi kỳ. Nhưng mà cái điểm em thích nhất á chính là cái nét văn hóa mà các cô chú treo lồng đèn, nhưng mà ở dưới các cô chú đều đang làm lồng đèn và treo lên bán liền luôn, chứ không phải là đã làm trước. Và cái thủ công nên là em nghĩ là khi mà người dân mua hàng á, người ta nhìn vô cái đó, người ta sẽ thấy cái đó là một nét văn hóa. Và khi mà các bạn muốn quay phim chụp hình gì đó thì mình khuyên là nên mua một món nhỏ thôi cũng được. Thì các cô chú sẽ thoải mái hỗ trợ các bạn quay phim chụp hình hơn. Cái này nè mọi người, em đi là nhiều hả? Lắm. Đi ăn không? Đi ăn đi. Đi ăn ở đâu? Nhiều lắm. Đi ăn không đi, đi ăn ngon. Ủa, nhưng mà chị thắng, chị bao? Em bao nữa, em còn tiền. Đi đi. Em còn tiền nè. Em ăn món này đúng không? Đúng rồi, anh ơi cho em thêm một ly nữa. Và tụi mình sẽ đi ăn những món ăn vặt ở ngoài này nữa. Và đó cũng là kết thúc lại video lần này của tụi mình. Và nếu mọi người yêu thích video này cũng như là yêu thích team Lương Mới Tươi thì đừng quên like, share và subscribe cái channel nha. Và ủng hộ riêng cho team Lương Mới Tươi nữa. Bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye. Yeah.